Anh em chúng ta đã nỗ lực hết sức trong cái dự án lần này rồi, nên là đừng có buồn nữa. Xin lỗi anh, lần này lỗi của em không kiểm tra kỹ nên mới xảy ra cớ sự này ạ. Không phải đâu anh, tại vì em chưa nghiên cứu kỹ khách hàng của mình cho nên họ mới hủy hợp đồng. Em xin lỗi. À, cũng tại em không giám sát mọi người theo đúng deadline cho nên trách nhiệm lần này em xin nhận ạ. À, tại em đề xuất tăng ca nhiều cho nên là sức khỏe mọi người không tốt. Em xin lỗi ạ. À, anh biết mà. Và chúng ta đâu có thất bại gì đâu mà phải bi quan như vậy. Chẳng phải chúng ta vừa mất đi 70% vốn đầu tư của công ty sao anh? Mục tiêu của anh là xây dựng đội nhóm hùng mạnh trong cái thời gian đầu tiên, chứ không phải là kiếm thật nhiều tiền. Và anh không muốn ấy, khi mà anh mất đi thì trên bia mộ của anh khắc một cái chữ: anh là cái người giàu có nhất ở trên cái nghĩa trang này. Bởi vì điều đó nó không có một ý nghĩa gì cả. Và anh muốn ấy, thì mọi người nhớ đến anh bởi vì đã tạo ra rất nhiều nhân tài giống như tụi em vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.